Hai con về địa phương tiện sinh viên thì nhà trường xin phép con nhận giải thưởng giải năm mươi điểm ca này là đạt giải. Thầy thấy cái này nó không khó, nó chỉ có cái pháp như lý chân lý, như sinh lý của con nên tin lầu quả, vốn con người mình có lầu quả, lầu quả tức là tiền máu và thờ thiên đế, đó là lầu quả. Mà vốn cho nó tiền lầu quả thì vô lậu đó, tâm vô lậu cho nên tâm sinh lầu quả tức là có những tâm lý thì lậu quả chưa sanh đã sanh, đã sanh diệt. Ví dụ như bây giờ tâm mình bình thường nó giận nó buồn thì hết thân mình không đau cái chuyện nào đó là không có lậu quả. Nhưng mà khi có lậu quả thì không có đau cái chuyện nào đó mình sợ thì đó là thành lậu. Tâm mình nó có phiền não giận đau buồn thì lo lắng đó là lậu quả. Mà giờ nó chưa có thì người ta thấy tâm bất đắc dĩ. À, mình cứ ngồi tách cái ý lâu lâu thì cái ý chừng hút hai lần nữa hút cái ý rồi cái già thì mình nữa hút thì là cái ý một lần chưa có gì hết thì cái thứ như vậy mình tu ngày này qua ngày khác trong vòng năm sáu tháng thì mới có thể thấy được cái tâm nó bất động, nó thanh thản, nó vô lậu, nó hiện ra càng lúc nó càng tăng cái thời gian dài. Mới đầu thì một cái chiều nào đó nó hút thì ấy một giờ hai giờ ba giờ rồi nó sẽ mãi với mình cái tâm vô lậu tức chính tại cái đầu mà được chính tâm bất đắc luôn, không phải là mình chứng cái gì khác là mới nhận. Ngồi đây thì cũng nghe thì thấy thì biết còn có những suy nghĩ thế nhưng mà nó không có phiền não, nó không có làm cho mình khổ, chứ không phải diệt hết ý thức của mình hoàn toàn, nó không có phiền não, nó chỉ có cái lặng lẽ của nó. Thì như vậy mình sẽ thành cái đá đó. Không biết gì, không suy nghĩ gì hết sao? Có suy nghĩ không? Nhưng nó có đầu óc đâu. Con người mà nó có sự suy nghĩ, ý thức của mình. Mắt phải thấy, tai phải nghe, ý phải suy nghĩ chứ. Mà nó bị diệt nó thì nó cho nó suy nghĩ. Như vậy mà khi mình có thể suy nghĩ, mình tưởng đó là cũng là cái ý thức không suy nghĩ. Nhưng mà nó không suy nghĩ như vậy thì nó khoảng thời gian bao lâu nó có những cái cảm thấy khác. Ý thức nó dừng lại, nó không có nghĩ nợ, nó không suy tư. Vì nó cái dài cái cảm thấy bất ngờ, thì cái tưởng nó cũng như mình ngủ thì cái kiến bao nó sẽ hiện. Cho nên vì vậy nó đơn giản lắm, nó không khó khăn. Mình chỉ có tập nghĩ lý, tập nghĩ lý. Tâm mình hay dễ giận hờn, nói gì dễ giận lắm. Phải phán, đi xa, tôi biết, vô, phán, đi xa, tôi biết, nguyên nó là. Tức là để ra 57 được phát lý. Quán đi sanh tu tu quán đi sanh tu 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 ra đó là mình nương dạng hơi thở. Còn nếu mà không nương dạng hơi thở mình thấy thế nào tầm sơ này thì đi dự thở phải hút sanh tâm bật đặc của sở à, mình thấy ý câu rất gọn rồi mình ngồi đi rồi rồi trước mình thấy tầm sanh tu sanh ánh mạnh này nó mạnh lắm mà nói gì mình thích dạng lắm thì đi dự thở là cũng có thích dạng nữa nha. Mình nhắc cái tâm của mình thôi, mình dẫn cái tâm của mình để cho nó đừng có sanh. Vậy mà một thời gian sau mình tu tiền tháng, tâm nhập tiền tháng, hai tháng. Đừng có chuyện gì ai nói mình không. Tại vì có như lý, có như lý các ý thì lậu là chưa sanh cái không sanh. Mình có ý hai cái tâm thân, mình biết mình có cái thật dễ dàng. Người ta ý vậy, mà một tháng sau người ta nói gì không. Tại vì có những lý đắc ý thì lậu hoặc nó không sanh. Còn nó đã sanh thì vì vậy bây giờ mình đang tâm. Mình đã biết, nhớ kỹ, mình đang thức dậy.
nhắc sang đi đi mà đã quá không được đấy, ta để tập bất giác mình ngồi chút có ý nữa, có ý nữa thêm chút cái tâm sân mình đi là mình sẽ nói sân nữa. Chỉ mình cần nhớ tới ý tâm sân mình đã phát đi nó đã giảm xuống rồi, nó sân rồi đó, chứ mình không nhớ mình có ý là nó sân đó. Nó cũng thật nó hay lắm, mình có ý là nó chứ mình có ý thêm lần nữa chữ gì được rồi nó biết là ăn pháp rồi không giảm, nó biết là ăn pháp rồi sẽ làm khổ. Cho nên có những cái lúc đặt lại khi ta sẽ không nhớ người. Cho nên các bạn bây giờ các cụ già đừng có tu gì nhiều, đừng có ngồi thì kéo chân đau lắm, ngồi trên ghế được rồi và mình nằm nhớ tâm bất động tất cả pháp đều nhân quả vô thường. Pháp gì đâu rồi, không có pháp nào là ta là buông xuống đừng có chạy hướng vào nó, tâm bất động cứ là gì mà siêng năng tu tại giờ mình tập trung. Thầy tin rằng quý vị tu cao lắm 6 tháng quý vị sẽ sống trong cái cảnh qua kinh nghiệm của mình, có cái người mà cũng sống một cảnh nó đâu phải khó đâu. Nhưng mà mình cứ mình tu cứ một ngày hai ngày hoặc là ba ngày rồi ra mình biết riêng mình nói chuyện này chuyện kia rồi mình vào mình giữ rồi giờ là nó không có lợi luôn đó mình biết tu. Mình biết tu thì mình tu cứng ở trong đó mình biết riêng này cái điểm năng nó cứ dài một ngày hai ngày ba ngày ba ngày hoàn toàn nó không có nó bắt đầu. Mà khi nó bất động được rồi không đau ốm nữa, nó không còn làm chủ được cái thân muốn chết nào đấy. Không may giờ hở ra chút bây giờ đó, chịu cái đói rồi tập cho thì bữa hai bữa nó hết nữa rồi. Làm gan đi thầy đó, gan đi thì nó còn sẽ qua cái cơn nó đã quen với cái cơ thể tới cái giờ đó mà không ăn nó đó nó chóng mặt nữa nó mình xả bỏ xuống, còn không thì nó có thắt dài. Đầu tiên đó, buổi sáng nó còn buổi tăng nhẹ thôi, đưa cái ngọn buổi chính chiều nó còn đi được. Sau đó nó còn lần lượt nó còn tu thật cái tâm thấy nó bất động được nó khá là nó được 50 phút thôi chứ tập còn nhiều. Lúc giờ tỉnh nhất định là có buổi chiều không buồn thì chỉ còn buổi sáng, thì buổi sáng hai cái giờ đi được cái gì cũng được không hai giờ. Rồi sau đó một thời gian tu một cái thức tâm nó được nửa tiếng đồng hồ bất động rồi thì nó còn toàn thắng luôn buổi sáng nhất định ăn được chứ nó không thấy đâu mà nó đi tới đạo vậy đó. Xong mấy con làm đi rồi mấy con sẽ thấy cái sự thương huyết của mình trí trí dụng mạnh được chứ bởi trí tập luyện là mấy con sẽ đạt được không có khó nữa. Cho nên ở đây thầy rất buồn là vì quý vị từ xa đến đây mà khi thầy hỏi thì mà lại không có một gì cái tệ nhất là gì cả. Bởi vì tu hoài không được thầy bảo phải phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, đi ra nói chuyện là sao phòng hộ tai mũi miệng thân ý ta không có ý thức mà phòng hộ thì làm sao mà có nghĩ cái này nghĩ kia mà nó nói chuyện. Còn mình tiếp người ta ý thức phải trả lời phải nghe phải hiểu rồi phải trả lời chúng ta thì như vậy làm sao mà không thể mắt tai mũi miệng thân ý được. Cho nên thầy nói nếu về đây mà muốn tu dạy nó đó thì phải giữ hành đầu cư cho thầy dạy mình giữ trong 6 tháng mà không tu chứng thầy bồi thường công lao đó thầy được. Mà cũng đúng giữ đúng đừng có vi phạm thì thầy mất 6 tháng để thấy được cái bắt buộc lậu được thật sự mình như vậy đâu có phải tu lâu đâu thì... cho nên vì vậy đó mới lớn tuổi rồi chỉ là tự lớn tuổi nghe lời thầy chú thầy đã đọc thấy cái gương thầm tu đặc biệt anh còn đọc thấy tạo như có đội chúng ta có cái trang cái sự mà viết về thầy liên quan viết về thầy đó sau này thì thầy liên quan viết về người chiến thắng là viết về cái trang sự cho nên sau này khi mà chuyển đổi lại thì đưa vào cho trong cái tạp tạo như có đội chúng ta có cái đội chúng thì trong đó có cái đoạn không phu phi thì cũng là nói lên cái sự quyết chí dũng cảm của thầy để cho mấy con
quyết theo thầy là mới lấy cái duyên đó. Cái việc ra những cái khó khăn của việc của thầy thì mấy con cứ lấy duyên như thầy có gì đó thầy đâu làm được gì đâu, thầy cứ làm được thua ta thì nó sẽ mạnh mẽ ra thì nhà cứ như vậy mấy con sẽ tiến bước lên thầy nó sẽ được chuyện đó chúng ta vừa nó vậy thôi không có khó đâu thầy nó thật sự đạt thật dễ lắm rồi đó. Dạ nhưng thực tế không có cầu tha lực của người nào cũng tội mà nhớ kỹ là đừng có chế thức ý thức nhất là đó bởi vì ý thức nó mới có dục ý thức mới có định ý thức mới có tệ ý thức mới có tinh tấn ý thức nếu mà chúng ta diệt ý thức chúng ta rồi thì chúng ta lọt vào con đường này mà nếu không khéo thì chúng ta lọt vào thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ nghĩa là như Minh Thiền Tâm thấy cái tánh biết mình phủ trùm giả hữu gì như ông Bằng Lưu Quận ông nói đó phải sao tôi chỉ lọt vào các cái gì khác bởi vì ngồi đây bắt đầu xả hết cái niệm trong đầu của chúng ta thì nó sẽ lọt vào không vô biên xứ mà không vô biên xứ không lọt thì nó rất giờ thích vô biên xứ thích vô biên mà biết nó vui nhưng không có chỗ nào mà không có biết gì hết tự tưởng làm sao mà ý thức chúng ta có cái hiểu kỳ lạ vậy. Không thầy phân tích để thấy được chúng ta rơi vào những cái định nào chỉ tưởng cái định nào cái định sai cái định đúng của đạo đạo Phật chỉ có bốn thiền định cho nên khi mà hồi nãy thầy nói đầu tiên á là Đức Phật tu á là bốn thiền của hòa đạo cho nên ly dục ác pháp vào cái thế thiền của hòa đạo cho nên ít chế ý thức ta cộng đồng còn tỉnh chỉ hơi thở thì nhập tứ thiền của ngoại đạo là tỉnh chỉ tưởng thân thì thở mà ông ngồi đây ông tưởng là hơi thở dừng cho nên sai còn cái này hoàn toàn người ta dừng bằng cái định ý thức cho nên hơi thở dừng của hoàn toàn cơ thể này không thở cho nên Đức Phật khi mà nhập niết bàn Đức Phật chỉ hào tứ thiền xuất ra tứ thiền vào niết bàn thì chỉ có định chỉ có tứ thiền thì nó mới tỉnh chỉ định cho nên vào tứ thiền mới tự chỉ hơi thở mới làm chủ được tự chỉ còn hoàn toàn không phải tứ thiền thì làm chủ còn tứ thiền ngoại đạo là nó cảm nhận qua cái tưởng là hơi thở không thở nhưng sự thật cái cơ thể nó đang thở nó là bị lọt bên không rồi thì bây giờ nó tưởng nó thấy như không có thở thì nó cho đó cho nên nó bị tưởng còn cái này hoàn toàn người ta bằng ở trong ý thức người ta điều khiển bằng cái lực định ý thức giao cái định của ý thức và báo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền lúc bây giờ cái câu đó là câu tắc ý chứ không phải nói tỉnh chỉ hơi thở mà không có phương pháp tỉnh chỉ bởi vì người ta dùng cái câu tắc ý nó trở thành ý thức lực mà muốn ý thức lực thì tâm không vô lậu nó mới gọi được ý thức lực. Bây giờ từ cái ngày mình còn lậu hoặc mà mình tu cho đến vô lậu thì ý thức đấy bao nhiêu triệu dạng lành chứ đã được mà triệu dạng lành thì nó phải thở cái lực nó thì sao không hiểu gì không còn bây giờ mấy con không chịu tác ý thì làm sao có lực mà không có lực thì làm sao mà bảo hơi thở tỉnh chỉ còn sao tác ý cái hơi thở tỉnh chỉ được cho tu tập có khác không cho nên vì vậy mà thầy nói cái cơ thiền đầu tiên mà Đức Phật tu là cơ thiền của hòa đạo mà cái cơ thiền mà Đức Phật nhập niết bàn là cái cơ thiền nhập vào tứ thiền đó là thiền nó nằm trong bát chánh đạo là đốt thứ tám cho nên thầy gọi tứ thiền của Phật là tứ thánh định còn tứ thiền của ngoại đạo gọi là tứ thiền hay là phạm phu thiền như bên thiền tập độ đã gọi đó là phạm phu thiền chứ còn tứ thiền mà tăng chưa vô lậu làm sao nhập được tăng vô lậu mới nhập được tứ thiền cho nên gọi là tứ thánh định thánh là vô lậu còn mình còn phàm phu là còn lậu quá có phải như vậy ai cũng còn giận hơn thì đó là phàm phu mà mấy người hết giận hơn rồi thì đó là thánh thì sao mà thánh thì mới nhập được định thánh chứ thôi giờ mà mình tâm mình chưa thánh thì làm sao nhập được tứ thánh định cho nên trong khi đó chúng ta ở trên tứ chúng ta ngang ác diệt ác chánh tứ có phương pháp có ý thức đàng hoàng có câu cách ý để ngang diệt tình thì cái niệm nhưng mà khi tất cả các niệm khô này hết nó không khởi niệm nữa ngồi đây tu tiến chúng ta trong một giờ mà không có niệm mà nếu ngồi tu tiến chúng ta mà không niệm kéo dài ý thức không niệm thì sẽ lọt ra không vô vị sư không được
buộc lòng bây giờ phải chuyển qua tứ niệm xứ. Tâm hết niệm thì phải chuyển qua tứ niệm xứ, chuyển qua tứ niệm xứ thì trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên đạo quán đạo luôn không quán, thì nó ý thức nó đâu có mất được, bạn hiểu. Cho nên kéo dài 7 ngày ở trên tứ niệm xứ thì người lại tâm vô lòng đạo mà nó không có ý thức. Nếu còn ở tứ chúng ta thì đâu có quá, chỉ là há gì đâu. Nó mới còn hiểu rõ cái pháp tứ, cái niệm xứ khác mà tứ chúng ta tu ra đó. Chứ không phải hai pháp này giống nhau đâu. Không, mà trên tứ niệm xứ tu tập được vào cái trạng thái tứ niệm xứ rồi, tâm bất động rồi thì mới nhập tứ thánh định. Tâm vô lậu rồi mới nhập tứ thánh định thì mới nhập được định chứ đâu phải dễ. Thấy cái pháp vô khỏi nó đi tìm được, mà nó ở trong bát chánh đạo không ngoài bát. Như vậy chúng ta tu cho nó ra thôi. Còn tu mà hoài pháp đó, bác chánh đạo thì người đó tu ra. Bởi vì bác chánh đạo là đạo đế, là cái chân lý của đạo Phật. Cái chương trình tu học của đạo Phật nó có 8 lớp của người ta rõ này. Còn mấy người đi vào cái niệm Phật nó nằm ở cái lớp nào đâu, nó đâu có nằm ở lớp nào được đâu. Rồi bắt đầu bây giờ ngồi dừng ý thức của mình không có niệm thì nó nằm ở lớp nào để bác chánh đạo, nó không có nằm lớp nào của bác chánh đạo được hết. Cho nên nó có phương pháp ở trong mỗi một cái lớp nào của đạo Phật gì nó có. Ví dụ như cái lớp chánh định tấn thì chúng ta biết là cái chúng ta ý cái Phật đã xác định trong kinh như thế rõ, mà nói chánh niệm thì chúng ta biết tứ niệm xứ, mà nói chánh định chúng ta biết tứ thiền rõ, mà nói chánh kiến thì chúng ta biết học viết luật có phải không, mà nói chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp chúng ta biết học viết luật học nhiều lắm chứ không học được. Có phải không, mấy con ta biết luật lớp nào nó ra lớp mấy chứ không thể nào đi sai lớp của đạo Phật mà chứng đạo được. Cho nên Đức Phật mới nói giới chỉnh tuệ, chưa học giới mà vô ngồi ức chế tâm mà định như thế nào được mà đâu. Cũng như bây giờ chưa học giới mà mình vô mình ngồi tu, chúng ta mình lấy cái gì mình ngao gì đó này. Nhờ cái tiên kiến giải thoát bằng giới luật, cho nên chúng ta ngồi từng tâm niệm chúng ta thì do cái sự hiểu biết giới luật đó nó ngao cái gì đó. Không tâm xuống giới thì làm sao lấy cái gì mà hiểu được cái ngao gì đó. Đó, thì nó có lớp lạc, nó có tu pháp đàng hoàng. Chứ không có muốn tu chỗ nào tu cũng có đạo Phật được hết. Còn dừng mấy con bị cái nhãn hiệu đạo Phật chứ thì Phật là pháp đó. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy rõ ràng tính sách của đạo Phật. Tại sao những cái pháp không phải của đạo Phật mà bây giờ tính sách tới tập vô của đạo Phật. Không phải bây giờ tới tập vô nè. Về thiền thì vốn thiền. Rồi những cái pháp mà Đức Phật tu về tưởng á, không vô vi xứ, tức vô vi xứ, chi tưởng chi tưởng xứ, vô sở xứ, tất cả những cái pháp tưởng này Đức Phật tu cũng giải thoát, ném bỏ. Bây giờ kết tập vô tình thần đập tình thần Phật có đủ thế đó. Vậy thì cái người kết tập tinh pháp này có phải người tu chứng không? Không. Vô A Dục có tiếng chưa? Mà bắt đầu từ vô A Dục mới có tinh pháp, mới có khắc bản, mới có tinh chứng. Chứ còn ông ta viết, ông chỉ kết tập bằng miệng thôi, nói gì không chứng được. Không hay không có thờ ông ta viết, ông kết tập thì bây giờ ông A Nan lên đọc cho chúng nghe. Thôi nghe rồi thì lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia. Thấy nhớ cái sao, làm sao mà nhớ. Tử vô A Dục mới kết tập bằng chữ. Lúc bây giờ mới phát lên đi đá để sợ mất những cái lời của học giả vậy. Thì trong khi đó các học giả này cái hiểu của mình sai lệch thì phải ghi vô hết. Mà hiểu sai lệch ghi vô hết, cho nên bây giờ từ cái không vô viên xứ, viên tưởng, viên tưởng xứ Đức Phật học đã xả bỏ và không có kinh nghiệm tu, cho nên không biết tứ thiền là thiền nào của đạo Phật, mà tứ thiền thiền nào của ngoại đạo. Kết vô một bè vô vậy, bắt đầu bây giờ sau này chúng ta đọc Phật thứ hai. Đây là thầy nói kinh sách Duyên Hỷ á, tứ kinh sách của Đại Thừa là toàn bộ kinh sách Phật tử do kiến giải của Phật tổ, cho nên mới đẻ ra cái thế giới siêu hình, mới có khỏi cực lạc tây phương, mới có pháp thiền tu tiến tánh thành Phật đủ loại. Còn là các tổ đẻ ra chứ ông Phật không có dạy cái gì đó. Rồi bây giờ mới vẽ ra 33 vị tổ tiên hiền mà từ Đức Phật đưa qua thành qua tổ ta viết những từ. Đây là động kinh sách Nguyên Thủy thì không có cái điều này, mà thế mà tôi đại diện hai vẽ ra vậy nè. Mình phải viết chứ, làm gì con người của chúng ta phải có sự thông minh để nhận diện ra sự được cái thiên thắc của người khác. Cho nên nói kinh sách của Phật như rừng thì Phật ra rừng đó là rừng của một số đệ tử, cứ mỗi người viết Phật mỗi người. Cũng như đời của thầy,
thầy chỉ viết lại những cái ý của đứa học thầy, mà qua cái kinh nghiệm có làm chủ, cái cỡ mà không có làm chủ coi chừng thầy vẫn thấy còn vào mê hồ mà không tu. Từ nam bởi vì thầy khi mà thầy viết cái bộ điều gì chỉ toàn thể cái ngõ đầu tiên hai tu chứng là từ mỗi cái bàn của như thầy mà không làm chủ được cái nhận cái thi đức của bạn. Họ muốn đến đây mà muốn bàn thầy thì chúng ta nhắc định làm chủ thì không chết cái đó rồi mới nói chuyện thầy nói đúng không. Mà nếu mà người nào mà cũng làm chủ nhập vào tứ thiền tỉnh chỉ hai đó ngồi hoàn toàn không sao, hai người đều đúng vậy đó thì hai người sẽ thấy mọi không thể nghe bàn luận nghe thì bởi vì nó là đúng. Còn hai người mà người nhập định tử mà người nhập định đúng thì hai người này sẽ có tận lực thì dập lúc cái gì đó. Còn thì những thần đó thầy nói đó là cái mỹ đã này đó. Cái đó làm gì ích lợi gì cho ai gì đó ở đây là tử gì. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật mà đổ ta biết cũng vậy, ta biết đòi hỏi thầy đó. Đức Phật cách dĩa ra giữa xong nhận đầu chứ không giỏi đi với tôi ra bị cái mặt trong này không đi trên mặt tăng lượng không nhưng mà lâu chúng ta biết ra nếu mà ông trả lời được nhờ nó không biết ông chết rồi tâm mình ở chỗ bất đồng thì cái bệnh nó ở như vậy hay vậy đó. Mà mình đạt được cái tâm vô lậu rồi thì mình có ý một cái là nó đi mất, không phải thân chúng ta không bệnh mà có bệnh người tu đều là nghĩ cái hồi 80 tuổi khi mình đi vào cái nơi mình biết bàn thì biết thầy vẫn bị bệnh mà nhưng biết còn tỉnh giác bảy tuổi trong cái niết bàn. Cho nên hôm nay thầy chỉ Phật tử về đây có duyên với thầy những người lớn tuổi chúng ta buồn ngập trong vòng chừng một tháng mà nỗ lực ở trong thất được Phật cứ tới giờ nó con cái cho mình một cơn thôi mình hết là sống được được nói chuyện không bởi vì nó mình không đầu cư đó, thì bắt tay mỗi miệng không biết cho mình tiếp duyên đâu hoài thì mình tôn tạo đi mình xả bao nhiêu cũng vô nó không hết đâu còn mình giữ mình không nói chuyện tức là phòng hộ mắt tay mình không biết không nói chuyện thì ý nó đâu có tiếp ra ngoài cho nên vì vậy mà một tháng hai tháng ba tháng mình sẽ thấy sự kết quả được bác nghĩ này đừng có tu lòng vòng cái gì hết mắt âm lắm mà đừng có hò bỏ ức chế ráng ngồi thiền mà ngồi chiếc già đau chân lắm mà nó đau là tức là đậu quá nó làm chúng ta khổ mình ngồi bây giờ ngồi trên ghế mà tôi nghe nó khoảng dễ mình biết đâu mà nếu nó bị buồn ngủ có gì đâu mình đi kinh hành dần ra đó dần nó tỉnh lại còn không thì mình đi cho nó mau tỉnh hơn thì mình đi ví dụ đi một giờ nhà này mình ngồi xuống rồi mình hít thở 5 hơi thở rồi mình đứng dậy mình đi một giờ nữa thì mình ngồi cứ đứng lên ngồi xuống một giờ thôi buồn ngủ mình đi không á mình đi nhẹ nhàng cái buồn ngủ nó cũng tắt được ngồi xuống rồi đứng lên hít thở rồi đứng lên rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở cho nhiều mà cứ bắt thân mình đứng lên ngồi xuống hơi đó nó buồn ngủ nó đi mất mà buồn ngủ đi mất rồi mình ngồi ghế chơi thì cũng được giác tâm bất không có nghĩ ngợi gì nữa tất cả các điều vô thường không có nghĩ gì không có thương không nhớ không lo không mắng gì hết bỏ xuống hết cái liền thì họ rất yên tâm mà nó yên tâm khác thì không được tâm tư mà giờ nó kéo dài được 1-2 ngày đó thì biết là mình là chính đạo luôn đã qua cái chính là chúng tâm vô lậu chứ nó có chính cái gì đó mà hãy tâm vô lậu thì nó có cái lực của vô lậu. Cái lực của vô lậu là tứ thần túc. Cho nên khi mà có 4 cái lực đó thì nó dụng ý túc là cái lực đầu tiên. Rồi cái định ý túc muốn nhập định nào rồi. Cho nên khi đó cái tâm vô lậu rồi thì nó nhập vào 4 thiền. Chứ không phải nhập vào 4 thiền. Nhưng thầy xin nhắc lại, ở chỗ này là cái chỗ tất cả các học giả nghiên cứu về Phật giáo lấn cấn không hiểu chỗ này là chỗ gì mà thầy xin nhắc lại nếu mà quý Phật tử có đọc kinh sách Di Chỉ Phật có đọc lịch sử khi Đức Phật còn bé theo vua cha trong cái buổi lễ hạ điền tức là đất nước Ấn Độ cái ngày xưa đó, khi mà đầu tiên mà nhân dân tới cài cấy
của vua xuống cài đủ thứ để làm cái gương để cho nông dân bắt đầu từ cái ngày đó thì sau này thì ông vua xuống đủ cài thì Đức Phật lúc bây giờ còn bé, Đức Phật mới ngồi dưới cây dưới cây dưới cam ngồi dưới cây táo rồi ngồi đó ly dục ly ăn nhập sơ thiền, có như tu sơ thiền. Có người nói sơ thiền của đạo Phật tại sao khi đó Đức Phật chưa có biết gì hết mà tại sao lại ngồi ly dục ăn pháp nhập sơ thiền? Sơ thiền trong thời đó có luật sư Hòa Đạo, thời Đức Phật có luật sư, mà có luật sư Hòa Đạo thì phải có sơ thiền nghĩa thiền pháp thiền trước. Mà thiền này thì bốn cái thiền này là thiền của Hoài Đạo chứ không thiền của đạo Phật. Tại sao chúng ta biết bốn cái tên tứ thiền mà cái tứ thiền nào của đạo Phật, tứ thiền nào không phải của đạo Phật? Thì chúng ta mới phân biệt được cái chỗ này. Chú bé mà chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ đó các luật sư Hoài Đạo nữa đó, muốn mà nhập bốn thiền đó, thì mình muốn nhập sơ thiền thì phải đi dựng lễ nhập sơ thiền. Cho nên chú này chỉ ngồi im lặng giữ tâm, không có khởi niệm gì hết. Cái Hoài Đạo vậy mà không có khởi niệm thì coi như mình ly dục leo pháp nhà sư thiền gì. Chứ bây giờ nói ly dục leo pháp mình biết cách nào mình ly nè, có phải là dừng cái ý thức không? Có phải ai cũng hiểu vậy chứ không có hiểu cách nào khác đâu. Nói ly dục leo pháp nhà sư thiền thì làm cách nào để mà ly dục, làm cách nào mà ly đắc pháp thì chỉ còn cái ý thức, đừng có khởi niệm ra thì chắc chắn là ly dục pháp. Thời Hoài Đạo thì cái dạng vậy thôi, ly dục pháp cách nào khác nói, cái câu nói đó rồi cái phương pháp để thực hiện ly dục pháp thì không nói. Thì chỉ còn mình nghĩ rằng phải dừng cái ý thức của mình thôi, chỉ ý thức không có nghĩ niệm nghĩ cái ác thì nó là ly dục pháp cái gì, còn nghĩ thì nó còn muốn cái này muốn kia, còn nghĩ thì còn nghĩ ác pháp, có phải không? Là cho nên vì vậy mà bây giờ thì ai cũng tu theo thiền của tứ thiền của Hoài Đạo thì cũng ly dục lẽ pháp đó, mà ly bằng cách thức chế ý thức gì là tôi không thầy nói cái đó là phải suy ngẫm coi phải đúng không. Bởi vì Hoài Đạo nếu nói ly dục lẽ pháp thì cái con phương pháp ly dục lẽ pháp chỗ nào không ai dạy mình hết, thì rõ ràng là phải dừng ý thức thôi. Bây giờ mình suy tư mình hiểu chỗ ly dục lẽ pháp thì phải, chứ lẽ ra Hoài Đạo nó có dạy ly dục lẽ pháp phải bằng cách này hay đây này không có gì. Ông Phật ngồi dưới, tụi trẻ ngồi dưới, tụi tử, thằng táo, rồi cũng đi gì. Nhưng mà ly có được hay không? Bởi vì mình ngồi đó để mình tập với vọng tưởng đâu phải dễ. Không phải không? Cho nên vì vậy đó. Thì khi cái lễ hạ điền đó xong rồi, sau khi Đức Phật chia ra bốn cửa thành, thấy bốn cửa khổ của con người, con già bị hết, nó bốn cửa thành. Do đó mới bỏ có cung vàng gì mà sách chứa lên làm vua mà bỏ vợ con, có vợ con làm đi tu thì gặp các vị sư của Hòa Đạo và nhập ông vua viên sư, có ba học thức vua viên sư nhà ở phi tưởng phi di tưởng sư. Cho nên khi mà nhập hai cái định cao nhất của nó là không vô viên sư và phi tưởng tức là bốn cái định cơ tưởng như vậy. Chúng ta nhìn lại cái phần hành chuyện nó còn hết. Chúng ta thấy tu rất là cực khổ, đạt được kết quả rồi bây giờ nó cũng chẳng hết tham hết chuyện, nên mình mới bỏ. Bỏ rồi cũng nghe theo Hoài Đạo dạy mình khổ hạnh như vậy á, thì nó sẽ giải thoát, nó sẽ đi dục lẽ pháp, nó hết tham sân si, hết khổ như vậy. Chủ thì cũng khá khổ hạnh, sáu khổ hạnh chứ đâu cũng cho đến khi khổ hạnh đến cái mức độ mà không còn đứng dậy được, đói quá, mệt quá cho nên nằm xuống. Thì vậy mà cái cô bé mà chân dê cũng mới nhắc được cái thầy vị tu sĩ này, Bà La Môn này bây giờ hết ngồi được con gót, cho nên mới nhắc được độ sự phật khi này còn không cần nhắc là có lịch sử thì thấy là chỗ nào mà sơ thiền của đạo Phật, cái chỗ nào mà sơ thiền của Hoài Đạo, để thấy cái chỗ này là chỗ lớn cấn của tam nhạc giải. Nếu bây giờ Đức Phật thấy khổ hạnh không kết quả mà lại khổ không giải thoát, cho nên Đức Phật không có khổ hạnh, ăn lại một bữa no đầy đủ đàng hoàng đi tìm cái cầu Bồ Đề. Đi tìm cầu Bồ Đề, thấy cái chỗ này là cái chỗ thuận tiện nhất, mát mẻ dễ thương, nhìn ra trong cái riêng
phải tìm cái chỗ tu cho tốt chứ đâu phải đụng tiếng nào cũng ngồi tu đâu. Cho nên tìm được cái chỗ đó, bây giờ mới ngồi với cụ về đề, mới phát nguyện. Nếu không chứng đạo thành tín còn có không? Chứ còn nhớ là cái đúng rồi. Khi mà Đức Phật ngồi lại với cụ về đề tu á, thì Đức Phật nhớ hồi nhỏ mình đi dục nghẹt pháp. Không, con đó có không? Cho nên khi mà lý dục nghẹt pháp thì Đức Phật ngồi lại đi dục. Để nhặt số tiền cái gì? À, bắt đầu bây giờ mà tu lại cái pháp của ngoại đạo là sơ thiền, tự mình nghĩ tu. Nhưng mà trong khi tu ở chế những ý thức như vậy á, thì Đức Phật không có làm sao mà hạ phục được ý thức của mình. Chỉ dùng cái hơi thở ức chế đó. Mà trong khi Đức Phật ức chế, đọc về hơi thở, Đức Phật ức chế cái hơi thở của mình đến cái độ mà cái hơi thở của mình nó dừng mất vậy nữa. Nhưng mà kết quả là khác. Cho nên bây giờ Đức Phật không nương vào hơi thở rồi. Bây giờ ly dục nghe pháp là làm sao mà cái ý thức của mình, bởi vì hồi đó đâu có nghĩ cách thức nào để mà tu tập để làm sao ly dục nghe pháp, đâu có biết, đâu có ai dạy. Cho nên Đức Phật mới ngồi suy nghĩ ly dục nghe pháp. Bây giờ mà cứ ức chế cái tâm mình như vậy thì, nhưng mà trong kinh sách không nói tới đâu, nhưng mà mình phải hiểu, phải làm qua kinh nghiệm của bản thân là rõ ràng ức chế vậy là sao. Cho nên Đức Phật ngồi với cuộc đời, cho nên từng niệm phải thở ra. Bởi vì phải có niệm khởi ra chứ làm sao mà con người ngồi im một cây gì đâu, có niệm khởi ra. Nhưng mà mỗi niệm được khởi ra thì được các pháp điều vô cùng được. Cái gì có đó, cả thân của mình hồi bé như thế nào, cái sự tư duy đó đó, nó thấy những cái niệm này đều là được, nó đến được đi đến được. Mà khi suy nghĩ như vậy đó, gọi là đi dịch, chứ không phải ngồi tới chế ý thức. Cho nên Đức Phật sau khi Đức Phật mà giải đạo đưa ra bốn chân lý, chúng ta thấy được rồi đó. Cái sơ thiền của đạo Phật dạy không còn cái độ chế ý thức. Bởi vì cái sơ thiền của đạo Phật là nhau ác diệt tăng tự thiền mới đẻ ra cái pháp tứ chánh cần. Sau này chúng ta mới có pháp tứ chánh cần chứ. Muốn vô sơ thiền phải đi từ pháp tứ chánh cần. Bởi vì cái kinh nghiệm của đạo Phật ngồi tu tập sơ thiền ly dục nghe pháp mà không ức chế ý thức. Mà không có ý thức thì phải bằng tri kiến giải thoát, tri kiến hiểu biết, tư duy quan sát. Bạn không hiểu? Đây là cái pháp của Phật chứ đâu phải là cái pháp. Bởi vì Đức Phật hoàn toàn pháp của Phật độc lập, không giai mượn pháp của ngoại đạo. Mới đẻ ra được cái bốn thứ gì đấy, bốn cái chân lý, bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Bây giờ thầy nhắc lại, khổ thì con người ai cũng có khổ. Phải không? Có người nào khổ nó là cái chân lý thứ nhất. Mà cái nguyên nhân sinh khổ lòng ham muốn con người, ai là không lòng ham muốn, đó là cái chân lý thứ hai. Rồi cái tâm niết diệt đế là cái tâm an lạc, cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là ai cũng có hết chứ đâu có người nào có. Đó là cái chân lý thứ hai, thứ ba, phải không? Cái nơi mà tập hợp là cái lòng tập hợp sự đau khổ đó là ham muốn. Còn khổ thì ai cũng thấy cái tiếng khổ hết rồi, sinh già bệnh chết là khổ hết rồi, ai cũng biết rồi. Rồi bây giờ nguyên nhân sinh ra khổ, đau khổ là lòng tham muốn. Không còn cái tâm tham sân si, không còn phiền não đau khổ, thì cái đó là chỗ diệt đế. Nó diệt đế, mà diệt đế thì cái trạng thái bất động không tan là vô tự chứ cái gì? Chỗ đó nó còn tham sân si không? Nó còn có cảm thọ gì trong đó xen vô được không? Như vậy là nó vô động sao? Đó là trạng thái diệt đế. Mà muốn tu tập trạng thái diệt đế thì cái chương lý thứ ba, chương trình giáo dục đào tạo tức là đạo đế, tám cái lớp học người ta đàng hoàng. Vậy thì đầu tiên Đức Phật vào tu sơ thiền là cái pháp đầu tiên chứ gì? Tại sao bây giờ sơ thiền của Đức Phật bốn thiền lại đặt ở phía sau tám, lớp thứ tám? Cho nên lớp thứ tám có nghĩa là phải qua tám bảy cái giai đoạn rồi mới tới cái giai đoạn thứ tám là chánh định, phải không? Là tứ thiền. Mà tứ thiền mà nó nằm sau cuối cùng vậy thì đầu tiên thì tứ thiền, phải không? Mà sao bây giờ lại dạy người ta phải tứ thiền mà sao? Vậy thì tứ thiền nằm sau đó mới chính là của đạo Phật, hiểu không? Còn tứ thiền mà tu trước là của ngoại đạo. Vậy thì tứ thiền tu trước của ngoại đạo là ức chế tâm. Còn đạo Phật bắt đầu vào tu thì giới luật nghiêm chỉnh, thì năm cái lớp đầu tiên cho từ chánh kiến cho đến chánh mạng thì phải học giới luật thông suốt. Những gì thông suốt cần thông suốt, mà thông suốt giới luật thì tri kiến thông suốt, thì tự cái hiểu biết đó nó thông suốt thì ác pháp nó đã nhiều, đã ngang. Mình không giống bây giờ, ví dụ mình viết cái tâm mình sân, người ta nói mình sân, mình đã biết rồi thì mình đi gì mình sáng cho nó khổ mà.
mà mình biết các pháp đều vô thường, có pháp nào là của mình đâu, thân này đâu phải của mình, tâm này đâu phải của mình, là của nhân quả. Cho nên những mắc mớ gì mình giận cho nhân quả làm gì? Khi mà hiểu biết rồi thì mình sẽ được giải thoát. Mình giải tức là ly dục giải thoát trên trên giới luật, có phải không? Giới luật nó sẽ giúp chúng ta ly dục giải thoát phần thôi. Còn phần y tế như thế nào? Bây giờ y tế tôi ngồi đây từng cái tâm niệm tôi khởi ra, còn phần cô là người khác, trong người mà mình tiếp giao với mọi người mà trong giới luật đức hạnh thì nó ngăn chặn đó. Cái trí kiến của mình mà trí kiến ngăn chặn đức Phật gọi là trí kiến giải thoát, cái sự hiểu biết của mình. Thầy bây giờ không phụ nữa, còn cái con hãy nói bởi vì ngài là một người, một bậc chủ nhân của con người cả thế giới, mà nếu cái phương pháp của ngài, cái nền đạo đức của ngài, mọi người đều sống cái đạo đức không làm của mình, thì thế gian này không còn xung đột, không còn gì cả. Cái đạo đức của đạo Phật mà được phổ biến rộng, thế gian không còn gì cả. Thì có ai làm khổ cho ai nữa? Không làm khổ mình khổ người thì mới là đạo đạo Phật, mà còn làm khổ mình khổ người thì đâu gọi là đạo Phật được. Những cái danh từ phải cô động lại, xác định được cái nơi đạo đức của Phật ra, giúp cho mọi người sống sống không còn chiến đấu. Đó là biết định của biết là đạo Phật dạy đạo của con người. Cho nên không lìa con người, ở con người là bởi vì chúng con tập người là con người mà phải tu tập để cứu lấy mình, thì vậy không thể để cuộc đời được tiếp tục tiếp tục đời này. Mỗi một kiếp người một đời người khổ hạnh, nhìn tưởng là nhưng mà càng đi tới là người có tiền nhiều thì khổ theo có tiền nhiều, mà người không tiền thì lại khổ theo tiền không tiền, không ai là có tiền nhiều quá, không biết bây giờ sợ trộm cướp rồi, sợ gửi ngân hàng, không biết đây rồi, nó sao đủ thứ tục rồi, nó đâu có yên tâm đâu. Còn người không, người nghèo quá không tiền thì biết ngày mai đi, biết còn hôm ăn áo mặc rất ít, còn khổ, cái đời nó khổ đến đâu. Chỉ có người tu giải thoát như này giờ xong rồi, à, cái áo này rách không có sợ đi ra mặt người ta cười, dạ là thật tuyệt vời. Cơm ngày mà không có ăn thì phải cao cả là cây tỏ ra cái gì ăn cầm ăn không cần phải ăn được không? Mà khi ăn như vậy thì mình cứ nghĩ là con bò ăn cỏ nó sống được, không ăn cỏ nó chết bao giờ đâu, thôi mình cũng tập ăn cỏ đi rồi dần nó quen thì tới mới còn thấy thầy tập ở trên phòng đó chuyện là phải không, chính ta nó thành con bò rồi mấy con. Mà nói con bò ăn cỏ, không bổ sao, bổ chứ. Không bổ sao nó sữa bò bổ. Phải không, cỏ bổ chứ. Cho nên nói không bổ thì mấy người sai. Đúng. Mà thầy ăn được sống được, đâu phải có nghĩa là cỏ chứ cái bổ đâu. Mà con bò, con trâu của mình nó làm nặng lắm, con có tài được. Còn mình có tài được gì. Vậy mà nói cỏ không bổ thì được. Cho nên thầy thấy đơn giản quá. Bây giờ cỏ làm sao mà ăn cho nó ăn rồi cái bắt đầu vài ba bữa nó lên thầy mà nó ngon có ai không mà lúa gạo thấy rồi bộ khổ các con biết khổ là này tại tập tham cho nên lũ lụt bởi vì tham nó là cho nên lũ lụt bão tố điều là nếu mà mọi người đều sống năm giới thôi không có bảo tố. Tại sao bảo tố nó còn thấy nó hiện ra chỗ này mà rồi sao nó đi tẹt lên mà sao nó đi thẳng lên, phải sao vậy, tại chỗ này nó phát triển được đó từ từ thiện đẩy. Mà nếu không khéo ở đây là má một cái nó quay lỡ đó, không phải nói thật hả, từ trường ác nó lập cái ác mà nó hút tương ứng cứ chống thiện thì nó còn ra đây. Cái nơi nào mà cái người thì ở nhiều là cái nơi đó còn cái nơi nào mà cái hát coi chừng thì dùng bắt cá lúc nào cũng giết hại lại cái dùng đó là dùng gì đấy
Thầy nói mà cái vùng mà ở sông ở biển mà chài lưới, cái vùng đó là vùng kỹ. Cái vùng ở lưới mà đi săn mà thú vật chỉ dọc rồi thì đó là thứ mà nó sẽ sắp nhà sắp nữa. Nó mưa nhiều thì bắt đầu nó lỡ núi chứ gì. Nhà cửa mấy cái ông đồng bào thượng ở đó người săn bắn ăn thì nó tụt xuống hố chứ sao. Thì hiện tượng bây giờ mình thấy rồi. Còn sống như bình thường mà. Có cái gì vậy? Nó hết lòng, nó đừng được hạ cái xanh được hạ cái gì. Thì đó. Cho nên thì rồi thầy đi họp ở mặt trận. Nó sẽ xạo, nó là một khổ quá riêng tinh linh mà. Đúng rồi, thầy nói tinh linh này tôi nhiều lắm mà. Ở đâu cũng về tinh linh tôi quớt đây. Cho nên tinh linh nó mới yên. Nó không lũ, không bão, nhưng mà nó ngập nó cũng hư hại. Không phải thấy lực lượng mình cũng hư gió, mình cũng được. Tới bây giờ cũng đã tiếp tục ăn. Mấy con đi vô cái vùng này, cái khu đó. Nó tội. Là thầy nói, tôi là thầy niệm xuống việc rồi. Thì thời tiết với tất cả cái gì nó cũng bị ảnh hưởng qua. Cho nên ví dụ như một người ở trong gia đình mà trong gia đình có 5 người mà chỉ một người làm việc, nó đã tạo cái khí dung thì khí dung cho gia đình nó rất là thầy nói một người thôi, một người giữ giới cho trọn vẹn. Nhưng mà không ngờ trong gia đình những người khác tuy là họ không giữ giới nhưng họ được đạt được bệnh dịch tai nạn và được chuyện xảy ra cho gia đình. Chỉ có một người thôi mà nó lôi hết cả cái gia đình nằm một người làm thiện mà nó chuyển cả cái ác của cái chùm nhân quả đó. Mà nếu mà trong 5 người ở trong gia đình mà luôn sống thiện với nhau hết, không tai họa, không tai nạn giao thông gì xảy ra cho gia đình. Bệnh tật nó không đào sơ đi đầu ra kia không mới xả vô xong cái hết khỏi thì không được. Nó đào sơ, nó đào cảm, nó đào này kia nhẹ nhàng thôi, nó cũng đau. Đau ở trong cái thân mà nó không có được. Thay vì phải nặng thì nó làm nhẹ, nó làm cho cái cả gia đình chỉ họ không còn lo. Nếu mà nó đau nặng nó đi nhà thương bác sĩ mổ sẽ già, ông già ông đau yếu đuối mổ thì này nặng rồi cũng tiêu rồi. Do lắng đâu có phải ông lo không mà cả gia đình như không lo. Nhưng mà mình xuất hiện rồi thì không lo nữa. Cho nên mấy con nhớ, nhớ là thầy chỉ biết lệ và chuyên lên. Mấy con thấy ở gia đình có yên. Mấy con cứ đến đây thì thầy quan ngại với cô, mấy con cho một cái pháp thở. Thì lại là được. Họ có gì mấy con ạ? À, ta đến hai con tu cũng vậy. Thầy giải chỉ giải đi con. Thì thầy hướng dẫn con cách thức. Ở cái đó là cái gì? Không phải phá gì cái này. Cho nên là thầy không có cần con. Có gì rồi, ở gần với thầy cứ hỏi này. À, bất cười lúc nào, giờ nào. À, ví dụ như, mấy con ở đây đi, có uống. Thì mấy con nói uống, thì mấy con ăn tu mà bây giờ nó bị hôn thẳng như vậy á. Dạ, nó bị tử như vậy, hình ảnh gì nó hiểu ra vậy. À, muốn nói với thầy thôi, con uống xíu để con trình bày này. Thầy sẽ đặt. Bây giờ mình xả ở đây. Thầy biết liền, hỏi là thầy biết. Ở chỗ nào rồi. Thì đến chỉ à, bây giờ con phải ngồi đây tu thì thầy ngồi đây con tập đi họ đứng rồi thì con tập thì phải được chưa đã được rồi thôi thì còn ở đây tu đi hôm nay mấy con thấy yên tâm có thầy nói thật sự mấy con biết gì mà có thầy ngồi thì mấy con sẽ bây giờ hôm tập thì nhiên cũng để cuộc luôn chứ có thầy ngồi đó nó cũng sẽ mất sợ mấy con mà không có thầy nó gục quá thấy thầy nó sợ. À, rồi bây giờ mấy con hỏi thầy gì hỏi rồi thầy vào tâm mấy con tiếp thầy đang thầy có chỉ dạy cho con điều này vừa rồi ở nhân cảnh đó thầy cái đường lông vương của thầy đợi hải mà hôm xưa qua thầy và có một cái sự kiện là ngày 19/21 là sau đại phật của cái vị tế tạng á, về thì cái hải là
nữa là con nghĩ là sao con hiểu để thầy bảo gì cho con à, làm sao lại phật của phật rồi đi phật rồi sao lại phật của Kuruna rồi cái phật A La Hán thì thấy rất là nhiều. Con nghĩ là nếu mà trong khoảng thời gian mà hơn 2005 nay và sao mà có phật này mà nếu như chúng ta đem qua đây thì trong khi đó thì nếu mà một sự kiện như vậy sẽ rất nhiều nữa một cái cảnh Phật giáo của tỉnh Đồng Nai phải đi ra để mà đón mà chỉ có một cái chùa đông người đón mấy vị thầy tăng thôi thì thầy chỉ dở giúp thì con và thầy thầy trong cái thời điểm đó khoảng 4:40 thì nó có một hiện tượng là trên bầu trời nó có ngũ sắc đó thầy, nó làm cho tất cả những Phật tử đi chiêm ngưỡng đó, khoảng mấy ngàn vị đó, thì họ rất là có tin thầy chỉ dẫn bảo vệ cho con là con có được dự và con có chụp mấy tấm hình. Dạ thì con nghe bên Tây Tạng người ta tu về mặt tâm gì đó, mặt tâm là những cái phương pháp rồi những thần thông, cho nên bây giờ người ta đặt ra một cái gì để thì tại sao các con thấy những cái cho mà cũng các gì của Đức Phật ngày xưa là đốt này, gọi là cái di tích này thì làm gì tới giờ họ từ cái chỗ mà đi sát hỏa tận là người ta đã lấy cái pháp cái nơi mà cái pháp Phật cái rồi thì người ta không là tám phần không có đầu lại thì cái phần chia cho tám phải không, còn lại cái củi mà đốt cháy đó dân chúng hốt về để thờ chứ không có được hốt cái thân của Phật cho mà thân Phật đâu, cho thân Phật là vui xuống nó chiếm hết rồi không phải không. Là do đó bây giờ Tây Tạng hồi nãy thầy nói Tây Tạng là cái nơi mà tu tập thành công chứ không phải tu tập giải thoát. Thử hỏi mấy con thấy là Tây Tạng á, tu tập như vậy mà tại sao đứt mất Tây Tạng các vị Lạt Ma phải chạy trốn có không mấy con thấy? Một cái đất nước mà tu tập mà tấm đúng cái giới luật mà thì cái đất nước nó sẽ bình an, ngoài vậy cái đất nước đó sẽ bình an. Thầy nói cái đất nước Việt Nam mà nếu mà chúng ta sử dụng cái nền đạo đức Phật giáo nghe bạn, đất nước này không có chiến tranh nữa. Mà từ khi mà thầy triển khai cái nền đạo đức mà thầy dạy về đạo đức nhân bản năm giới với thầy có dạy nhiều vừa xin phép ban tôn giáo nhà nước cho phép thẳng hồi của hàng Phật và đồng thời tất cả các người cán bộ là đạo đức họ được đi xuống họ chấp nhận mà họ chấp nhận cho nên cái tu viện bây giờ mấy con về đây mấy con thấy đất láng lên trời đất tăng mấy chục cái phát triển của thầy chứ không phải là nhà nước ủng hộ chúng ta thầy. Nếu mà không ủng hộ nhà nước dân cho đông như đại diện tôi đây nó làm cái gì chứ không có chuyện dễ vì đạo đức cho nên người ta không làm gì đó sẽ chi được không được cho nên do đó mình sẽ thấy là đất nước Tây Tạng tu tập các sư các vị Lạt Ma có thành công này có thành công nhưng mà thành công nó không bảo vệ được các vị Lạt Ma còn phải chạy trốn còn chạy trốn đó là cái gì. Cái thứ hai khi mà đưa cái đó người ta phải thể hiện những cái gì để cho người ta tin chứ mấy ông Lạt Ma này khôn lắm này. Mà đã liễu thần thông rồi chứ cứ chỉ cần đọc thần chú chúng ta cứ đọc thần chú la hiển lên công dân cái chuyện đó là chuyện dễ còn khó khăn gì nhưng mà người ta nghĩ này, những cầu dầu tức là bỏ cái những nghĩa của những cái người thân này chứ gì ai tốt cho đó là lời mỹ của đổi mặt tâm. Không thầy muốn nói tại sao mà một đất nước mà tu đúng tại sao còn chiến tranh mà chính các ông Lạt Ma này phải chạy tị nạn à, thầy nói về đất nước thầy có chiến tranh thầy không chạy được thầy đúng dạ, chắc chắn là thầy sợ ai hết rồi đạo đức thầy nói đạo đức thì không sợ ai hết rồi chỉ có người không đạo đức mới được mới ham sống thì chứ còn ham sống còn đối với thầy có tham sống đâu chết hồi nào chết không hồi nào thầy à, bây giờ quý vị vô để thành kiến đất nước thầy em cứ vô đây đi thành kiến gặp thầy thầy nói làm cái chuyện này sai dân của nước Việt Nam thì có dân Việt Nam tại sao mấy ông vô đây cai trị nó muốn làm nô lệ bắt thầy làm nô lệ để đi làm cái dân tộc thầy chứ đừng có bắt dân tộc thầy bảo bây giờ phải đi về không được này là có nền đạo đức nhân sống không lập
thầy không cầm súng giết thầy, nhưng em đừng cầm súng giết thầy. Cái lúc này không sao chuyện là ít chỉ định tập đạo đức, nghe nó phải bởi vậy thôi. Yeah. Có hiểu không? Yeah. Thế còn không sợ, còn khi chạy trốn mà bây giờ nó nói gì vậy mà không biết thì diễn tưởng mà làm ra điều đó để cho người ta định ra cho nó là cái. Tại con không hiểu nó thôi. Đối với thầy đổ mặt hạ liền nằm giờ cho ở đây. Thấy ông lạc ma nào đập xuống là phải giữ mặt đi, làm đập nó không thấy à, ông phải chờ ông cũng chắp tay ông đưa tới lại không phải không, trong khi đó ông cũng đọc kinh rồi chứ không ông đọc kinh xuống chú thì vậy mình bị lừa. Cả thời giáo có ông nào biết đâu bị lừa, có ông nào có thể hiện thành thông được đâu, chỉ lo bà tụng nữ thôi. Vừa nghe thành thông người ta nghĩ thành chú, nó bắt đầu đó mình đâu có biết tên tiếng của nam mà thấy hiện ra đó là về chuyện cầu dạy đứng nhau là hai thôi tham chỉ bố đồng thời là mình một đám phật phật giáo ở Việt Nam mà bị người ta lừa đảo mà không biết báo giác ngộ báo ngàn như báo tuổi trẻ rồi trên báo đài nữa lừa đảo đó. Mấy bữa đó có mời thầy được một chuyện
là họ trèo trên một cái cây cao trật tài cái họ rớt xuống cây chết chứ không tới vì tự chết thành linh đó. Thật sự ra đều là do nhân quả, tai nạn giao thông đều là do nhân quả. Thầy nói như thế này, mỗi người ở một thứ, nhưng mà ta tập trung trên một sao để đến cái trường địa điểm đó mà đâm tai nạn giao thông phải thì chết xuống, không thấy nhân quả không sắp xếp. Cho nên mình chết thành linh chết như thế nào đều là do nhân quả định hết rồi. Cho nên nhân quả nó định theo cái nghiệp lực. Nếu mà cái người đó họ sinh ra họ phải bị tai nạn giao thông, nhưng mà họ sống ở trong năm giới họ thì nó đúng, cho nên do đó họ không bị tai nạn giao thông. Nó chuyển gì? Nó chuyển. Nhân quả nó thay đổi. Không? Cho nên vì vậy mà cái nghiệp nó thay đổi. Chẳng hạn con sống thiện, hồi nào ví dụ con làm ác đi, thì cái nghiệp của con, cái nghiệp con là nghiệp ác, phải không? Nhưng bây giờ con sống thiện thì cái nghiệp đó nó giảm. Nó giảm lại, nó nhẹ lần, nhẹ lần. Cho đến con còn thiện thì con sống trong tâm vô lậu thì nó có nghiệp thôi. Nó nghiệp thôi. Vì là cái việc đi phát sanh luật, đi phát sanh luân hồi, tức là nó có hai hướng luôn. Tức là mình đang như thế này mà nó vẫn là đi phát sanh luân hồi do cái thân khẩu ý của mình tạo lên. Tức là gì là mình đang khám nghiệm mình, cái lực nó vẫn đi phát sanh luân hồi. À, bây giờ ví dụ như bây giờ con tức là chướng rồi ta. Thì cái từ trường mà mắng rồi ta, nó bị sanh vào cái từ tương ứng với một cái người đang giận dữ như con vậy. Cái người đó cũng có cái tánh nó giận dữ vậy đó. Cái từ trường của con đó, khi mà con tức giận la lên tiếng hả con, nói những lời nói không giữ con, thì cái từ trường đó con tương ứng như thế. Con còn sống trên trái đất. Nhưng mà cái cứ mỗi một lần vậy nó quân vô một cái sân của con nhiều lần như vậy, nó thành một cái khối sân của con nhiều. Con hiểu không? Cái khối sân nhiều lần mà quân vô vậy gọi là nghiệp lực của con. Đó là chờ khi con bỏ cái thân này đó, cái lực sân đó đó tương ứng với người nào sân như vậy thì nó sẽ thành một con. Mà nếu mà không có con người sân như vậy thì sân đó nó sẽ thành con ác thú. Chính cái sự cái nghiệp đó nó sẽ tương ứng với một loài thú vật giữ. Sân thì nó phải giữ thôi, mà nó giữ thì nó phải sinh lại. Một con thú vật nào giữ nhất ở trong thế gian này ấy, thì cái nghiệp được con nó giúp con chết cái thằng này rồi thì con không có thành con người đâu đó, mà con thành con ác thú. Như vậy là một người không phải tái sanh như là gì? Mà nó nhiều người trong cái khoảng thời gian mà con đang sống, mình đang sống là mình đang sống tạo ra một mình vẫn tạo ra, vẫn tạo ra, cũng như một cái cây nó đang sống, nó vẫn ra trái hoài. Rồi đến khi mà nó chết cái mùa cuối cùng của nó chết cái cây đó thì nó có mùa trái nữa nó hết. Thấy không? Con thấy nhân quả của con người với nhân quả học học nó tương ứng với nhau, chết nó giống nhau. Thế đâu có nghĩa là tôi có linh hồn thì tôi tái sanh con người thôi. Con này nghiệp lực mà tôi giận một cái là nó sanh à. Tôi cầm cổ tôi cắt con gà thì đầu kia nó sanh con gà chứ đó. Để người ta cắt cổ cái từ trường ác tôi nè, người ta cắt cổ gà đó. Nếu mà tôi hiểu dự thế giới mình có 3 tỷ người, nếu mà theo lực linh hồn của mình thì nó cũng phải vòng vòng, bởi vậy nó là 6 tỷ người, là 8 tỷ người. À. Như vậy xác định là không phải có một linh hồn. Yeah. À, linh hồn tái sanh thì bây giờ có 3 tỷ, thì bây giờ nó phải sinh 3 tỷ thôi chứ sao lại nó lại linh hồn đâu còn thêm. Không lẽ thì có trời nào mà xuống đây được. Con người mà nó sinh, con gì đó, từ con gà, heo, điều hoa hoàn toàn. Mà áp chừng nào thì người ta lại sống, người ta lại nuôi. Bởi vì để thiên nhiên thì ít quá, cho nên người ta tạo ra trại chăn nuôi heo, gà, bò, dê, để rồi cắt cổ nhé. Nhưng mà không ngờ những từ trường ác của mình hết. Chứ đâu phải là con bò xanh răng bò, nếu mà không có những cái từ trường đó thì bò ai cũng heo được. Tác ý như vậy thôi. Tác ý vậy thôi. Nghĩa là mình mà mỗi ngày như vậy mình làm như vậy.
30 phút. Một lần mình tu 30 phút ha, mỗi ngày. Tu 30 phút buổi sáng, tu 30 phút. Rồi bắt đầu mình nghỉ 30 phút, mình tu là 30 phút. Rồi mình nghỉ 30 phút, tu là 30 phút. Cứ làm 30 phút. Một giờ đồng hồ. Nhưng mà trong lúc đó thì những cái ý tưởng năng thăng rồi kia nó tập trung tới cái mặt cho nó. Cứ mặt, mình tắt ý. Nó hiện ra những cái niệm đó. Thì con sẽ tắt ý tập bất động. Nhưng mà phải nói thêm là tránh tiếp xúc với bên ngoài, tức là có một cái phòng nào đó như cái thất thì gì cái thất vậy đó ở trong nhà đồ đó mình thôi. Tập ra trong lúc mà tu tập đó thì cái mình tạm gọi là thiền đó, thì nếu mà trong lúc thiền đó mình vẫn ngồi cũng được, nằm cũng được, được hết. À, mình mà thấy buồn ngủ á, cho ngủ thôi. Rồi tới cái giờ ngủ á, cho nó ngủ. Còn cái giờ tu á, thì nó ngủ còn đại bây giờ đó. Quên, đúng chứ thôi. Nói vậy, đảo được tu. À, để tôi giảng cái câu đầu tiên. À, con hỏi, massage không có thời gian để gì nữa. Cái gì vậy? Cái giải pháp nó rõ ràng là ngủ nghỉ lắm cho. Cho nên, mình không đến, mình không đến, mình không đến, mình không. Bây giờ thầy nói về giới luật thôi nhé. Người ta chửi mình. Mà mình biết thân nó là khổ đau là mình không tranh thì giá cái gì. Còn thấy không? Mà là bà hỏi. Thấy không? Bây giờ đó, ngồi đây giữ tâm bất động thanh thang là chân sự. Tâm bất động thanh thang là chân sự. Đến không đến thôi, đến thì ai thấy cái đó mà. Thì là ra mình nhìn lại trong một cái lượng của mình có giải thích những cái thân. Nhưng mà giữ gìn được cái tạng ấy mà giải thích này thôi. Các bạn không phải lo đấy, đó là pháp ta không có thời gian đến để thấy thấy ngay liền giải thoát rồi. Nhưng bây giờ muốn được giải thoát này luôn suốt cái đời của chúng ta thì mới làm được đó. Chứ không phải là đến bây giờ cầu khẩn đến 5 năm 10 năm sau rồi chư Phật mới biết mình về cực lạc thì cái chuyện đó chờ đợi chứ không phải giải thoát. Còn này giải thoát rồi cực lạc hay gì tại dưới đó rồi chứ không phải đợi mà đợi chết rồi thì giải thoát. Pháp ta không có thời gian để được. Mà thấy rõ chưa? Phải không? Thầy hiểu chưa? Bây giờ thầy nói một cái lần nữa để thấy được. Bởi vì Đức Phật xác định trước họ thể pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nghĩa là không có cái thời gian mà khi mà tâm mình bất động thanh tản là giải thoát cái đó chứ. Đâu phải là chuyện khác, nó đâu có thời gian, đâu phải chờ đợi. Nhưng mình muốn duy trì được cái trạng thái này ấy, là phải không? Phải không? Cho nên Đức Phật nói câu nói đó là mình đặt Đức Phật chỉ cái chân lý. Chỉ cho mình biết cái chân lý rồi. Cho nên pháp ta không có chân lý, cái chân Phật. Cho nên nó đâu có thời gian. Người nào cũng có. Giả chân lý là người nào cũng có. Chứ người có người Phật thì phải có chân lý. Theo đó là pháp ta không có chân lý. Còn cái vấn đề thứ hai con có hỏi. Vấn đề thứ hai thứ hai con hỏi này. vậy là phải chết vô trong cái khổ, cái còn thể lỏng lẻo làm vậy
này và hôm này nếu còn chúng ta chưa phải là chỉ giác đâu, chưa có tỉnh thức rồi, cho nên nói bác thì rõ ràng dạy những người mà tập luyện được tỉnh thức là cái người này ngồi đây chứ không bao giờ có những cái gì tỉnh thức không gì chưa, mà ngồi đây tỉnh thức thì không có hỗn tạp gì thì đâu có khả năng của mình, tại vì mình tỉnh thức mà muốn tỉnh thức thì phải đi tiến hành tập thể tập thể phải tập luyện hơi thở nè và phát hành. Mà khi tập cái này thuần rồi thì tỉnh thức rồi thì phải tâm bất động. Còn hiểu chỗ này nghe thì nó dễ vậy đó, cho nên không có hai không có bệnh nhau, nhưng mà tỉnh thức rồi thì không có năng bệnh nhập, còn chưa tỉnh thức là khó khăn mà nhập lắm nữa, vì cái hạt chiếu thiên nó không dám mà ngồi ngồi nó ngủ không ai mà nhập à. Còn ở đây người nào mà thầy nhìn qua cái đặc tính thì người đó phải xét dụng lực chứ không xét dụng lực là họ sẽ phá được gì hết, rồi họ tối tàn ngồi chứ cái tiếng giải mà cái người này thì không được rồi, phải bắt họ phải là không còn biết không còn lạch gì nữa, cứ ngồi mà suy nghĩ hoài thì không có được, cho nên chẳng phải một đẹp người buồn you
không chỉ bùa chú cũng như như mấy thằng bạn chuyển về đây rồi chưa hết, cho nên vì vậy mà ở xung quanh cái dòng chùa này là nghe hàng chiếc xe của nó nghe hai rồi đó nghe hai người đó rồi mấy người nghe cho nên họ đi thoát được họ này họ là thằng vừa được cho đặt đồ ăn gì thì họ đến đây rồi họ thì ông thân thầy bắt đầu đó. Dùng thầy chú thấy đọc thầy chú theo hoài thi đi mặc cái thầy thấy đâu có phải mà mặt tông thầy chú nó không lên đâu nó lên đánh rồi cái hiện tượng của nó mà nó cũng dễ bắt người ta biết thì ông thân thầy ra thì ổng thả ra cho đo mang thầy về bắt thầy chú thầy ra nữa chỉ chung thôi có vậy thôi, cho nên vì vậy mà nhờ cái lực đó thì mình phải tạo gì cái chùa hai chân chứ bà con số này sẽ nghèo lắm nhưng mà cái này thì tốt thì vì vẫn làm chỉ là bùa làm chú để trị bệnh và không muốn bị bệnh con thôi mà thầy sinh ở trong gia đình như vậy mà thầy sẽ bỏ hết chứ nào mà làm người tiền dạy là bệnh gì này bởi vậy như vậy thì có cái sách vở của thầy là được rồi thầy sẽ nói về thầy biết cái này là công việc cái lịch sử để mà trả kiếm học thân thầy làm bắt đầu bây giờ là con xin thầy cho ba con một cái câu tác ý trong cái gì chữ rồi thầy sẽ dạy cho con thầy con sẽ về tác ý một câu thầy con theo cái đặc ý tâm bất động mà thầy đặt lý tâm cái chưa hết nếu có thành thả hay là con nhớ rồi mà con lý nhất con biết tâm bất động bất động cái này chẳng hạn là con không có tu thần thông, không có học thần thông, mà nhiều khi con dân ai một cái gì cái con biết được hết, mà không phải là ở tận đây, ở tận Hà Nội, ở tận quê chưa, mà con biết được, cái đó là cái tưởng của con nó giao cảm, cái mà giận, khi mà giận lên á, cái con cũng hay là không phải là dân, nhưng mà một chuyện vui, chuyện buồn gì ở tận đó mà con biết được, cái tưởng của con giao cảm lên, khi mà con còn ở cái ý thức còn phải nhớ giận hoặc là vui con muốn biết được đó thì cái tưởng con nó giao cảm được thế thôi con chỉ có thế thôi chưa qua còn nghe cái bây giờ con cứ giữ cái tâm con bất động vì thế cái tâm bất động là bất cứ nó bao nhiêu cầu nguyện rằng ai ghét mình nhưng mà không thì ghét người ta ai hại mình thì kệ cái đó hay lắm không bao giờ hại lại người ta con chỉ có như vậy rồi mà cái cặp
Thì giờ con sẽ trở lại đây cho cô.